Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc tiếp tục cùng với quý vị các bạn các em học sinh đến với ngữ văn lớp 11 tập 2 bộ sách Trên Trời Sáng Tạo, bài 8, Cái Tôi, Thế Giới Độc Đáo, Thơ. Yêu cầu cần đạt, nhận biết và phân tích được vai trò của yếu tố tượng trưng trong thơ, đánh giá được giá trị thẩm mỹ của một số yếu tố trong thơ như ngôn từ, cấu tứ, hình thức bài thơ thể hiện trong văn bản. Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản, phát hiện được các giá trị văn hóa, triết lý nhân sinh từ văn bản. So sánh được hai văn bản văn học viết cùng đề tài ở các giai đoạn khác nhau, liên tưởng mở rộng vấn đề để hiểu sâu hơn văn bản được đọc. Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ văn học, phân tích được tính đa nghĩa của ngôn từ trong tác phẩm văn học. Nhận biết và phân tích được đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ lọc cấu trúc, viết được văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học, bài thơ hoặc một tác phẩm nghệ thuật, bức tranh, pho tượng, nêu và nhận xét về nội dung một số nét nghệ thuật đặc sắc, biết giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật theo lựa chọn cá nhân, nắm bắt được nội dung thuyết trình và quan điểm của người nói, nêu được nhận xét đánh giá về nội dung và cách thức thuyết trình, biết đặt câu hỏi về những điểm cần làm rõ, có ý thức tự học, tự cho rồi năng lực thẩm mỹ. Tri thức ngữ văn, ta cần nhớ, tượng trưng là loại hình ảnh mang tính trực quan sinh động, nhưng hàm nghĩa biểu đạt những tư tưởng, quan niệm, khái niệm trừu tượng. Chẳng hạn, chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình, hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu, hoặc lá cờ tượng trưng cho quốc gia. Yếu tố tượng trưng trong thơ trữ tình. Thông thường, thơ trữ tình diễn tả thế giới nội tâm của chủ thể trữ tình thông qua những chi tiết, hình ảnh cụ thể, gợi cảm. Tuy nhiên, một số tác phẩm thơ trữ tình còn đi sâu vào những vấn đề triết học thông qua những chi tiết có tính tượng trưng cao. Yếu tố tượng trưng trong thơ trữ tình là những chi tiết, hình ảnh gợi lên những ý niệm trừu tượng và giàu tính triết lý, đánh thức suy ngẫm của người đọc về bản chất sâu xa của con người và thế giới. Chẳng hạn, hình ảnh tháp Bayon trong bài thơ Tháp Bayon bốn mặt chỉ lan viên tượng trưng cho thế giới tâm hồn đa diện phức tạp của con người. Anh là tháp Bayon bốn mặt, giấu đi ba, còn lại đấy là anh. Chỉ mặt đó mà nghìn trò cười khóc, làm đau ba mặt kia trong cõi ẩn hình. Làm đau ba mặt kia trong cõi ẩn hình. Trong nhiều trường hợp, yếu tố tượng trưng trong thơ trữ tình còn gắn với sự đề cao nhạc tính của thơ, sức gợi cảm của nhịp thơ, vần, thanh điệu, vân vân, và sự tương giao giữa các giác quan, sự hòa hợp của các ấn tượng thính giác, thị giác, xúc giác, vân vân. Hình thức và cấu tứ trong thơ trữ tình. Hình thức là tổng hòa của thể thơ, câu thơ, lời thơ, giọng điệu, nhịp, vần, hình ảnh, vân vân trong thơ trữ tình. Tất cả được lựa chọn liên kết để thể hiện chủ đề tư tưởng chung của tác phẩm. Chẳng hạn, hình ảnh, từ ngữ, giọng điệu trong bài thơ Dáng Đứng Việt Nam Lê Anh Xuân toát lên âm hưởng bi tráng hào hùng. Cấu tứ là cách thức triển khai mạch cảm xúc và tổ chức hình tượng trong tác phẩm thơ trữ tình. Chẳng hạn, trong bài thơ Dáng Đứng Việt Nam Lê Anh Xuân, cấu tứ bài thơ là sự khái quát từ tư thế hy sinh hiên ngang của anh giải phóng quân trên đường băng Tân Sơn Nhất đến hình ảnh Dáng Đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ. Biện pháp tu từ lọc cấu trúc. Lọc cấu trúc là biện pháp tổ chức những vế câu hoặc những câu có cùng một kết cấu ngữ pháp nhằm nhấn mạnh ý tưởng và tạo sự nhịp nhàng, cân đối cho văn bản. Ví dụ, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Hồ Chí Minh. Trong ví dụ trên, thì nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn là những phần được in đậm, tức là lập cấu trúc. Lưu ý, chúng ta có thể bắt gặp biện pháp lập cấu trúc trong phép đối. Đối là cách lặp lại cấu trúc ngữ pháp có sự đối lập về từ ngữ, thanh điệu, vân vân. Vui lòng bấm like, share, đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học trong trường học là kiến thức văn học không bị xuyên tạc. Trân trọng, mến chào.